là loại cây cảnh độc lạ đặc trưng cho năm Nhâm Dần. Sản phẩm dừa bonsai tạo hình hổ của một nhà vườn tại thành phố Hồ Chí Minh đang được nhiều khách hàng quan tâm tìm mua. Được biết, dừa bonsai hình hổ đơn có giá 600.000 đồng, cặp đôi hổ có mức giá 1 triệu và gia đình hổ gồm 3 thành viên là 1,5 triệu đồng. Thị trường chính của mình ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ là Đồng Nai, Bình Dương, và Rịa Vũng Tàu, ở phía Nam mình vẫn bán hàng được. Thì như của mình là năm nay là mình chủ động giảm sản lượng lại, thì đâu đó nó khoảng 300 đến 350 tấn hạt mình gần được. Để chuẩn bị những chậu bonsai hổ, anh Đinh Ngọc Hiếu, chủ vườn kiểng này đã phải tất bật chuẩn bị từ cách đây khoảng 5 đến 6 tháng. Anh ươm dừa khô, sau đó chờ chúng ra rễ, ăn vào đất và tạo dáng bonsai. Song song với quá trình ươm, chủ vườn phải nghĩ cách tạo hình linh vật hổ. Con giáp của năm Nhâm Dần, anh cho hay, để có được tạo hình hổ bằng dừa khô, sao cho thật đẹp mắt và phù hợp với không khí đầu năm. Trước khi giữ lại được 3 đến 4 mẫu tốt nhất, anh Hiếu đã phải bỏ ra nhiều sản phẩm không ưng ý. Đây là năm con hổ năm Nhâm Dần 2022. Con hổ là nó tượng trưng cho sức mạnh, đại diện cho sức mạnh và sự cường tráng. Qua cái thông điệp đó, trong cái thời điểm này thì mình cũng mong muốn là gửi một cái thông điệp nào đó vào những cái tác phẩm mà mình yêu thích đến với lại nhiều người hơn, nhằm chia sẻ để mong muốn là mọi người là luôn luôn là mạnh khỏe, cường tráng để mà mình chống chọi lại những khó khăn sau cái đặc biệt là dịch bệnh. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán. Những ngày qua, vườn dừa bonsai của anh Hiếu đã có rất nhiều khách đến tham quan, mua về chơi Tết hoặc làm quà tặng vì tính độc lạ, cũng như nét ngộ nghĩnh, bắt mắt của những chú hổ dừa.